Game tất nhiên là không rồi. Vì cậu có định gắn bó lâu dài với channel không? Tất nhiên là không rồi. Sớm muộn thì tớ cũng nhảy việc rồi. Nói. Cậu không yêu bạn Lan đúng không? Đương nhiên là không rồi. Là sao? Là cậu hỏi tớ không yêu đúng không? Ừ, đương nhiên là không rồi. Cậu sẽ không từ chối tình cảm của tớ đúng không? Đương nhiên là không rồi. Tình cảm của cậu làm sao mà tớ từ chối được? Cậu nhảy rất đẹp đúng không? Đương nhiên là không rồi. Tớ nhảy xấu lắm, tớ không muốn đẹp như mày. Cậu rất thơm đúng không? Đương nhiên là không rồi. Tớ thổi bung cả lên đi. Cậu rất yêu Học viện Báo chí và Tuyên truyền đúng không? Đương nhiên là không rồi. Về tớ hỏi cậu câu cuối cùng này. Cứng rắn đúng không? Coconut nut is a giant nut. Đương nhiên rồi.